Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Cắt! Anh Tùng ơi, anh xài điện thoại gì mà thời thượng quá vậy? Oppo Neo 5, bóng loáng, thời thượng, chụp siêu ấn tượng. Cắt! Tưởng sơn thùng như thế nào, hóa ra là cũng thua cái điện thoại. Đã thế thì hôm nay mình sẽ review các bạn chiếc Oppo Neo 5, đảm bảo mưa nay xong tán gái hơi sơn thùng. Oppo là một nhà sản xuất đã vào thị trường Việt Nam chúng ta được một thời gian và rất thành công với những chiếc smartphone ở nhiều phân khúc khác nhau. Như dòng Neo là những chiếc smartphone chuyên dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Chiếc Neo 5 này cũng vậy. Và hiện nay khi mua điện thoại, các bạn trẻ thường đề cao một yếu tố, đó là tính thời trang. Neo 5 đã được Oppo đầu tư rất là cẩn thận khi mà họ mang một chút ngôn ngữ thiết kế của chiếc R1 xuống sản phẩm này. Mặt trước và mặt sau của máy đều làm phẳng hoàn toàn. Từ cái nhìn đầu tiên, nhiều người tưởng rằng nó làm từ kính bóng loáng, nhưng thực chất không phải. Đây là hoàn toàn từ nhựa. Mặt nhựa này sẽ được Oppo phủ lên một lớp đặc biệt, nó giúp chúng ta có thể phản quang lại nhìn khi ra ngoài trời, hay là các bạn vào những cái phòng mà có ánh đèn nhiều thì màu sắc của cái mặt lưng sẽ được thay đổi và phản lại nhìn khá là ấn tượng. Tuy nhiên, cái mặt lưng ở phiên bản màu đen sẽ bám lại một chút mồ hôi và dấu vân tay. Nếu các bạn mua mà ngại nhất vấn đề này, hãy chọn bản màu trắng. Mình vẫn thích bản màu trắng hơn, nhìn sang trọng và rất là dịu dàng. Có lẽ các bạn nữ sẽ thích điều này, đặc biệt là nó có đường viền màu vàng champagne nữa. Chiếc Oppo Neo 5 cầm trong tay khá là dễ chịu và thoải mái. Nó làm dày và trọng lượng vừa phải để chúng ta cầm trong tay cảm giác đầm và thoải mái nhất. Các phím bấm ở trên máy thì được thiết kế vị trí dễ dàng thao tác và có độ đàn hồi tốt. Nhưng thực ra điều này không phải quá quan trọng, vì đối với người dùng Oppo, khi các bạn xài lâu thì hầu như không bao giờ sử dụng phím cứng. Như Neo 5 cũng thế, chúng ta có tính năng double tap trên màn hình để có thể mở khóa máy, hay là nếu muốn tăng giảm âm lượng thì có thể sử dụng hai ngón tay kéo và chỉnh ở trên màn hình này. Thực ra cái tính năng này là một trong những cái điều mà Oppo đã đem ra truyền thông khá là nhiều. Nó giúp cho người dùng sử dụng điện thoại thông minh và gần gũi hơn. Đây cũng là một trong những cái chiêu để lấy được lòng người dùng, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên rất khoái những tính năng thông minh trên chiếc smartphone của mình. Ở Neo 5 thì ngoài thiết kế là điểm nổi bật, thì cái yếu tố tiếp theo đó là về camera, mình cũng muốn chia sẻ ngay từ đầu. Camera của chiếc Neo 5 này sử dụng công nghệ Pouch IMX 2.0 mà nhà sản xuất Oppo đã áp dụng trên rất nhiều thế hệ chiếc smartphone cao cấp trước đây. Với công nghệ này thì khả năng chụp ảnh thiếu sáng, ngược sáng hoặc là HDR của máy thể hiện rất là tốt. Đây là một trong những mẫu máy ở phân khúc khoảng 3,7 triệu đồng mà có nhiều tính năng chụp như là chế độ phơi sáng kép này. Chúng ta có chế độ chụp toàn cảnh, chụp HDR, chụp beauty làm đẹp, ảnh cùng với âm thanh hay là chụp ảnh động. Có lẽ ở trong phân khúc hơn 3 triệu đồng này thì không có nhiều nhà xuất trang bị các tính năng như thế này. Nói về chất lượng của camera Oppo Neo 5 thì mình chưa hài lòng cho lắm, đặc biệt là về màu sắc. Chụp lại cảm giác nó nhợt nhạt, thiếu sức sống như là màu xanh, màu đỏ khi ta chụp phong cảnh, hoa, hòe các kiểu. Và trong điều kiện thiếu sáng thì Oppo Neo 5 sẽ khá là dễ dàng bị ao nét nếu các bạn chụp hình không giữ chắc tay. Nhưng mà cái lợi thế là khi chụp bức hình này mình thấy là cái độ noise của nó không cao, khi zoom lại là có thể chấp nhận được. Thế nhưng ngoài cái thiết kế và camera là điểm nổi trội hơn hẳn so với đối thủ cạnh tranh, thì những điểm còn lại của Neo 5 rõ ràng cần phải cải tiến kịp thời hơn. Ví dụ như là màn hình, Oppo đến bây giờ vẫn trung thành với màn hình độ phân giải 854x480. Độ phân giải này thì chúng ta cũng đã thấy rất là phổ biến ở phân khúc này. Tuy nhiên đối với những đối thủ cạnh tranh, một số hãng đã đưa lên độ phân giải HD 720p để nâng cao trải nghiệm. Hình ảnh của Neo 5 là hiển thị tốt, màu sắc của nó thể hiện chính xác, tự nhiên, góc nhìn khá. Nhưng rất đáng tiếc với độ phân giải không cao khiến cho hình ảnh của nó hơi bị rỗ nhẹ. Ở khoảng cách bình thường thì không thấy khó chịu, nhưng các bạn sử dụng lâu, đặc biệt buổi tối khi đọc sách báo thì các dòng chữ nó bị vỡ, chúng ta nhìn không thực sự thích nếu chúng ta nhìn quá lâu về màn hình này. Ngoài ra thì hiện nay với cấu hình của Neo 5 đó là sử dụng vi xử lý MediaTek 4x, nó có 1GB. Cấu hình này thì mình đã có thử chạy tối đa tự game Advance 8 nhưng mà chỉ ở mức medium mà thôi, thì máy có thể chơi mượt mà không hiện tượng bị lag và giật. Chạy đa nhiệm thì giữa các ứng dụng mình mở ít nhất 3 game và 2 ứng dụng thì chuyển đổi tốt. Tuy nhiên thì nó thể hiện một độ chậm rõ ràng. Một phần là do Oppo hiện nay mới dừng ở phiên bản Android 4.4 chứ chưa có 5.0. Nếu lên 5.0 thì một phần nào đấy sẽ cải thiện tốt hơn hiệu năng của chiếc Neo 5. Nhưng mà với Neo 5 thì nó vẫn đáp ứng được đủ nhu cầu các bạn, đặc biệt là các bạn gái là người tiêu dùng mà Oppo đánh khá là mạnh vào. Như mình đã nói, sản phẩm Neo 5 này thì nhìn chung là tốt. Tuy nhiên chẳng qua là do các đối thủ cạnh tranh hiện nay đã tiến lên khá là nhanh. Như lần trước mình đã có đánh giá một số sản phẩm ở cùng phân khúc giá này đã có chip 410 hoặc là nó sẽ có 2GB chẳng hạn, dành cho những bạn mà khoái cấu hình điện thoại di động. Ở Oppo Neo 5 có một vài tính năng rất là vui, như là chúng ta có khả năng kết nối được USB OTG. Ngoài việc mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ ngoài thì người dùng có thể cắm OTG kết nối với tay cầm, kết nối với chuột, hoặc là chúng ta có thể cắm thêm một chiếc USB để xem phim, rất tiện lợi. Các tính năng cử chỉ chuyển động thông minh mình đã có chia sẻ một chút, như double tap để mở máy này, hay vẽ chữ O để khởi động camera, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các ngón tay để chụp ảnh màn hình này, điều khiển tăng giảm âm lượng, vân vân. Đây là đều những tính năng rất là tuyệt vời và nâng cao trải nghiệm hàng ngày của người dùng.
Oppo thì mang lên máy cái giao diện ColorOS 2.0. Với giao diện này, chúng ta sẽ thấy là nó khả năng thay đổi theme, tùy biến các hiệu ứng chuyển đổi qua lại. Toàn bộ các biểu tượng sẽ được đưa ra màn hình home screen. Đây là một giao diện khá là phổ biến nếu các bạn đã dùng Find 7 hoặc là Oppo N3. Về thời lượng pin của Neo 5 thì hiện nay với những gì mà mình trải nghiệm, máy đáp ứng đủ nhu cầu là một ngày sử dụng với 4 giờ on screen khi mà mình vào 3G và mình chơi một chút game, đặc biệt là Temple Run 2. Dạo này rất là nghiện cái trò đấy, chỉ tặng con gấu nó lôi kéo. Cái chiếc Oppo Neo 5 của chúng ta thì hỗ trợ 2 khay cắm SIM, cả 2 khay các bạn đều có thể truy cập được vào 3G chuyển đổi qua lại. Và đây là một điều khá là tiện lợi. Với việc này thì chúng ta sẽ không cần phải đắn đo là cắm SIM nào vào trước và cắm SIM nào vào sau. Một khay Nano và một khay Micro SIM cho các bạn. Như vậy, Oppo Neo 5 là một sản phẩm hướng mạnh về hai cái. Thứ nhất là thiết kế bên ngoài thời trang, thời thượng, đúng như những gì Oppo đã làm trong TVC. Nhưng ở Oppo Neo 5, khả năng hiển thị cũng như là cấu hình của nó chỉ đáp ứng được đủ nhu cầu của chúng ta, nhưng đã hơi chậm hơn một chút so với các đối thủ cạnh tranh khi mà họ đã vượt lên với độ phân giải cao hơn cũng như là cái cấu hình cận nhỉnh hơn một chút so với Neo 5, đặc biệt dành cho những bạn nam mà khoái cày game liên tục trên cái sản phẩm này. Như vậy mình đã hoàn thành xong bài review về... Anh Vợ ơi, dùng điện thoại gì mà đẹp thế? Đưa đây bà xem. Em gửi chị Oppo Neo 5 bóng loáng thời thượng. Định mệnh rốt cuộc là cũng không bằng một con điện thoại giá rẻ.